Ui, ngồi cái gì vậy trời? Trong đây giống như một cái phòng, còn toilet vậy đó, nó u ám quá, thui. Ê, ôi trời ơi, năm như năm dơm luôn. Thôi, mình không có vô đó nữa không bà, cô chú chị ơi. Không vô đó nữa nha. Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà, cô chú chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà, cô chú chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp. Đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì ông bà, cô chú chị để trở lại câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan, khám phá những câu chuyện có thật trong nhà quan ạ. Thì hôm nay Lâm quay trở lại những căn nhà quan ở trên núi nè cả nhà. Đó, nhà thứ nhà xa 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 mấy đó, nó là nhà đó. Thì căn nhà này á, thì Lâm sẽ kể cho ông bà nghe một câu chuyện rất là ly kỳ. Mà đợt đó thì Lâm đã quay khám phá ban ngày và quay khám phá ban đêm thì chưa hiểu rõ câu chuyện. Thì hôm nay Lâm đã bắt được câu chuyện cái nhà cái bên này nè. Đó, đó, cái nhà bên đó đó. Cái bên đây thì có một hai vợ chồng còn trẻ, là một em trai thì người Khmer. Hiện tại Lâm đang ở đây là thuộc về tỉnh Biên, An Giang Trung Đốc, một cái nơi vùng đất Thất Sơn, một cái nơi tâm linh. Thì để lại câu chuyện tâm linh ma mị thì căn nhà này Lâm đã hỏi em trai bên đó, và em trai cũng đã nói cho Lâm biết là căn nhà này có một cái ông chú và một người con. Thì ông chú này thì bị bệnh vì chết trong căn nhà này luôn. Thì chết sau một thời gian, ông chú này có lẽ rất là ấm ức khi bị chết cũng khá là sớm. Ông chú này chết mới có năm mấy tuổi thôi, 56 tuổi, nói rõ 56, 55 gì đó. Thì ở với mười con tầm khoảng hai mấy tuổi. Thì con này đi làm hồ để nuôi ông già. Thế là ông chú này bị bệnh cả nhà. Ông chú này bị bệnh chết. Thì sau khi ông chú này chết thì cái người con trai này ở đây thì lại có hiện tượng lạ, rất là lạ và rất là kỳ. Thì bữa trước thì em trai của Lâm thì đặt nghi thức thấy cái bóng đen, thì hỏi rõ là câu chuyện mới biết là cái bóng đen này là do ông chú này đó, là căn nhà này có hiện tượng tâm linh, cung linh đó trong nhà ông bà cô chú chị. Thì trở lại câu chuyện là cũng như Lâm đã nói, có một em trai này hai mươi mấy tuổi và ông chú này cũng 55-56 tuổi. Chú bệnh chết thì có lẽ năm mươi mấy tuổi thì chết, một cái tuổi cũng chưa có lớn, cũng không lớn mấy đâu ông bà cô chú chị. Thì chú lại bệnh chết, và khi sau khi chết rồi thì em trai cũng hàng ngày cũng tôn thờ theo cái tôn giáo của bên người Khmer, thì cung thờ chú rồi làm mồ mả đầy đủ cho chú hết. Thì sau khi làm mồ mả thì tầm đâu khoảng nghe nói tầm khoảng mười mấy hai chục ngày gì đó thì lại có hiện tượng vong linh, giống như là cái em trai này nói là làm như có một cái ông chú này về đi hoạt động trong nhà, đi tới lui trong căn nhà này với em trai này. Nói đi em trai này đi làm hồ mà về rất là mệt. Em trai đi làm hồ với cái người ở cái bên đây luôn, cái người em trai, nói chung là hai anh em đi làm chung hồi, anh kia thì thợ, anh này thì cu ly. Cho nên là không may thì ông chú này bệnh mất thì lại nghỉ, không có làm hồ nữa. Thì ở nhà thì cúng hương cho chú này, một thời gian có cái hiện tượng rất là lạ thì ông chú này mới giống như ông chú này xuất hiện trong cái ngôi nhà này. Em trai này rất là sợ, hoảng sợ và bỏ đi luôn, không ở căn nhà nữa. Thì bỏ căn nhà này tầm khoảng tầm 3 năm. Căn nhà như thế này là cả nhà nó nè. Ông cho cả nhà xem nó. Căn nhà này tầm khoảng 3 năm rồi. Thì
từ cái ngày mất khoảng mười mấy ngày thôi là em trai đã sợ quá rồi, thì em trai là lại bỏ đi luôn. Thì bỏ trống căn nhà từ là tới nay khoảng tầm 3 năm. Thì để biết câu chuyện rõ, hôm bữa thì Lâm cũng quay ban đêm, nó có một hiện tượng sào sào sạc sạc, cũng có giống như là có hiện tượng trong nhà mà chưa thấy rõ điều gì. Hôm nay Lâm biết được câu chuyện rồi. Thì thường là những căn nhà mình lúc mình khám phá bình thường, mình không biết câu chuyện gì thì nó rất là bình thường, nó không có gì. Nhưng mà thì đã biết câu chuyện rồi thì có lẽ nó có điều gì rất là ghê đó. Cho nên là không nói vòng vòng nhiều nhiều để là mất thời gian vào cô chú chị thôi. Bây giờ video thế nào mà theo dõi Lâm nha. Ở đó thấy cái mộ con chú là rất là ghê, tưởng nó mộ của ai không, ai giờ là mộ con chú nha. Thì bắt đầu đi vô đây cả nhà nha. Đây là một có cái đường đi cây cối, cây cỏ ở trước tùm chưa này. Thì Lâm đi vô đường cỏ, Lâm cũng phải mang đồ dài vô cho nó cẩn thận cả nhà ha. Đi thôi nha ông bà cô chú chị. Ở đây ở trước thì Lâm thấy có một cái này cái gì ta, giống như cái ly hương nó ở đây, như là cái có cái gì chỗ này nè. Ồ tươi ghê quá. Thôi để tiến hành thẳng vô trong căn nhà ở trước nha ông bà cô chú chị. Lâm đi đến đây mà nghe câu chuyện giờ này tầm khoảng cũng khoảng gần 11 giờ trưa rồi. Trời nó xe bóng lên đứng rồi nha. 11 giờ mấy Lâm tranh thủ quay chứ đến giờ linh thì nó rất là nguy hiểm nha. Thì nói tiếp câu chuyện thế này, thì cái ông chú này á là do chú chắc có lẽ là chú cũng có nhậu thì chắc có lẽ thì bị gan bị phổi gì đó mà chú mới chết mất. Nhìn căn nhà xa xa nè ông bà có chú chị thấy không, Lâm chưa đến mà thấy nó ớ ngốc luôn đây nè, thấy chưa đó. Thì chỗ này mới ghê nè, nó này ông bà có chú chị nè, bà có chú chị chỗ xanh xanh này, chỗ ngón tay Lâm không, đây là cái mộ á, mới biết được cái mộ của ông chú luôn. Thì để biết rõ hơn câu chuyện thì có hiện tượng cái vong linh giống như cái em trai đó lúc còn ở đây không mười mấy ngày, chết mười mấy ngày mà linh ghê cả nhà. Đi đó rồi có tiếng gì trời hết hồn. Bây giờ Lâm sẽ đi vô đây rồi đi ngang cái mộ ghê quá. Thì cũng phải đi vô thôi cả nhà ha. Trước khi vô thì cũng phải xin phép chú nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Án Ni Bát Quan Hồng, Nam mô Án Ni Bát Quan Hồng, Nam mô Án Ni Bát Quan Hồng. Chú ơi, thì chú mất nay cũng khoảng hơn 3 năm. Thì năm nay chú chắc cũng khoảng 58, 59 rồi. Chắc mình kêu bằng chú rồi. Chú ơi, cho con cho cháu xin phép vào quay cái ngôi nhà của chú bỏ quan thế này. Mong rằng chú đừng có nhát hoặc là hù con để con sợ nha chú. Con chỉ chia sẻ cái video cho ông bà của chú chị xem thôi ạ. Rất mong là chú hãy cho phép con quay ạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì Lâm dường như Lâm vô trống trong bàn thờ, Lâm thấy có bàn thờ. Lâm sẽ coi có nhang và thắp hương cho ông chú này nha. Cứ đi mà quên thêm theo nhang, hương khói này kia. Trời. Rồi bây giờ đi vô nha. Ở xung quanh đây thì không có cái nhà, chỉ có cái nhà ở kế bên của anh trai đó thôi. Nhưng mà anh trai này nói là rất là sợ, không có dám qua đây luôn. Căn nhà này nghe nói cái một người em trai đó cũng tính bán căn nhà này sang nhường lại cho người khác mà không ai mua luôn cả nhà. Okay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì cái mộ của chú nè cả nhà. Cái mộ thấy ghê chưa? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mình đi thẳng vô căn nhà nghe nha. Đứng cái mộ thấy ghê quá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì không có tiếng gì. Đây là cái mộ của chú này. Mộ rất là to luôn. Vì Lâm bữa Lâm chưa hiểu được câu chuyện, cho nên Lâm đã hỏi rất là rõ và đã biết rồi. Rất là ghê luôn cả nhà ha.
mộ chú ơi, con xin phép con chia sẻ cái video của căn nhà chú nha. Cái mộ này cả nhà. Bây giờ thì sẽ vô trong căn nhà và chia sẻ cho ông bà của chú chị xem nha. Đi thôi. Thì không biết ở trong đây có nhang hay không. Thì Lâm sẽ vô đây, nếu có nhang thì nhà hình như là Lâm có đem theo cống quẹt. Lâm sẽ thắp hương cả nhà. Nếu có nhang chắc có lẽ thì không thắp thì sao vậy cả nhà. Đi vô thôi nha. Hôm bữa ban đêm cho lời thấy rất là u ám rồi. Này lại thấy nó có điều gì đó lạ khi mà mình chưa biết câu chuyện cả nhà, thì có lẽ mình thấy rất là bình thường. Nhưng mà khi có câu chuyện rồi, biết được cái ông chú này mất, hôm bữa Lâm cũng xin lỗi cả nhà. Thì có clip ban đêm hồi tối, ban đêm trước Lâm quay nói là Lâm chỉ đoán thôi, chứ Lâm không rõ là cái mồ này là cái mồ của ông chú. Tại vì anh kế bên không có nói rõ, hôm nay hỏi kỹ là rồi thì anh này cũng chia sẻ lại. Tại lúc trước cái quay thì anh kia ảnh tưởng đó là cái gì đó, anh sợ như là ảnh biết được câu chuyện đi quay tâm linh, những câu chuyện những cái nhà quan tại sao mà không ở có người mất. Thì hôm nay ảnh mới tin tưởng Lâm và ảnh chia sẻ lại. Còn lúc trước Lâm quay hôm đêm thì Lâm có nói nó chưa rõ câu chuyện. Thì bắt đầu Lâm sẽ vào trong đây chia sẻ cho ông bà của chú chị từng ngõ ngách để có điều gì đó kỳ lạ khi mà giữa ban ngày gần 12 giờ cả nhà. Bây giờ thì đi vô thôi nha, bà cô chú anh chị. Nghe là cái bậc thang đi lên. Nhìn thấy căn nhà cũng bỏ rất là uổng. Anh trai này chắc cũng sợ. Sợ ông ba của mình nó làm gì đó. Cho nên là ông ba anh trai này sợ. Cho nên là anh trai này không có, em trai này không dám ở đây. Mình đi sẽ đi vào từ từ nha, bà cô chú anh chị. Trên thì có cái hương kìa, anh thắp hương không biết mình cắm ở đâu rồi cả nhà ha. Đi vào thôi nha. Có tiếng gì rồi, đi vào thôi nha ông bà cô chú chị. Thì cũng khá là lâu rồi, à, tháng nữa là mới quay trở lại. À, này khá là to luôn rồi. Thì đồ đạc của ông chú còn đây nè. Của ông chú là của anh trai đó. Em không rõ nha. Đây thấy có cái ống quẹt nè. Không biết cái ống quẹt này con xài được không. Quẹt hư rồi cả nhà, không xài được. Mà thắp hương nó cao quá, làm sao thắp tới cả nhà nè. Tốt ở trên đây làm sao thắp. Đi tiếp nha. Đây thì có bó nhang là mình thắp cũng được, nhưng mà mình cũng phải để làm mà ngừng cái máy làm mà. Ngồi trong thép có mình cũng thắp cái nhang đại ha. Mình thắp mình để dưới luôn cả nhà nha. Làm sáng ngừng máy nha. Thì ông bà cô chú chị ơi, Lâm lục cái tép của Lâm mà không thấy cái không có cái ống quẹt. Ừ, lần nào đi khám phá cũng có đem theo nhang đèn hay chưa, đầu nghề mà đi cứ quên hoài. Chứ mà nhà quan thấp cúng kiến rồi đó, không thấp rồi là có chuyện gì nữa mệt. Ở đây thì mỗi cái cửa sổ đây nè, nhìn xa đâu đó. Ở đây thì một cái ổ mối giống cái hình của người như này, ông bà cô chú chị nè, cho ông bà cô chú chị xem nha. Cái ổ mối này thì nó đang phát triển lên mà nhìn nó tiếng gì chưa. Mới nghe cái tiếng gì thôi nha. Có lẽ mình thì vào bên trong, nghe thẳng vào bên trong chia sẻ cho ông bà cô chú chị xem nha. Đây là một cái giống như cửa buồng vậy nè ông bà cô chú anh chị. Đây là quần áo của anh trai hay là ông chú vẫn còn đây nè. Nhà rất là bề bộn và rất là dơ nha. Bỏ khá là lâu rồi. Đâu có ai vào đây ở đâu.
Gạt bỏ thì cũng rất là ủ nha. Đổ cái nền cũng khá là đẹp, được lót bằng gạch tàu. Ở trên này là cái trang lúc nãy nè. Trời ơi, thôi. Con gì vậy trời? Nam mô A Di Đà Phật ạ, à. Nam mô A Di Đà Phật ạ. À. Thì Lâm sẽ nói thêm. Sau khi cái ông chú này mất thì anh trai lại mười mấy ngày sau, tầm hơn nửa tháng thì anh trai này nói mỗi lần đi làm về thì làm như có ai ở trong cái ngôi nhà này với ảnh á, đi tới đi lui sột sẹt, có khi thì ảnh thấy những cái ghế á, nó nhúc nhích vậy đó. Trời ơi, nghe anh kia kể mà ốc nổi, nếu mà gặp anh trai này anh kể là nghe còn ghê hơn nữa cả nhà. Anh kia anh kể lại như vậy, anh nói là bây giờ đó cứ ngày này qua ngày nọ làm sao mà chịu được. Cho nên ảnh mới bỏ đi luôn. Không biết là ảnh đi đâu. Chắc có lẽ là ảnh đi tìm làm công ty gì đó cho nhẹ. Chứ đi làm hồ thì rất là cực. Làm hồ mà làm cu ly nữa thì rất là cực. Tiếng gì cả nhà, có tiếng gì á, Lâm nghe đâu có tiếng mấy bên đây nè, mình sẽ qua vị trí của em đây. Ui cái gì trời, cái con gì mới bay quá đó cả nhà. Ui ui ui, con gì bay trời. Ui 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 là trời. Ôi là trời, cái gì cả nhà? Ôi, ở xa xa đang nhìn nè. Thấy cái áo máng đó thì ghê không cả nhà? Lâm lúc nãy Lâm nghe vị trí bên đây nè. Lâm sẽ đi thẳng vô nha. Im lặng chút xíu không có nói nhiều nha. Thôi trời, có cái gì? Trời ơi, nó trồn. Ôi, cái con gì vậy trời? Nó con gì sao không thấy ta? Không thấy cả nhà ơi. Ôi, nhà này ngộ thiệt chứ. Đi vô tiếp người nhà nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó, con nghe tiếng gì đó, con nghe tiếng gì nữa nha. Sàng qua đây cho cả nhà xem nè. Ôi thôi rồi, đó do cái đèn của Lâm nó hư rồi cả nhà thông cảm nha. Hơi tối một xíu nha cả nhà. Đây thì thấy có mấy cái cây dưới đây nè. Tối không biết cả nhà thấy không? Đầu lòng gắn cái đèn vô cả nhà xem nha. Trời ơi chết không cả nhà, quên đem cái đèn luôn, thiệt tình. Bữa nay không biết đầu làm sao á. Quên đủ thứ luôn. Cả nhà thông cảm nha, cả nhà xem đỡ nha. À, mày nghe vị trí mấy bên này nè, tại gần này có gì không? Lâm nghe tiếng vị trí bên này nè.
Không có nghe cả nhà ơi. Đó, không có tiếng gì đó. Cái nhà này khá là rộng luôn nha, đồng bà cô chú anh chị nè. Rất là rộng luôn. Anh sau này được đổ bằng cái xi măng. Nhìn cũng rất là sạch sẽ. Nó có tí gì cả nha. Rất là rộng, ở trên đây cái trang thấy chưa? Nó có cái tiếng gì kìa. Bên đây có cái màn đỏ gì thì đẹp nè. Dòng không dám lại gần luôn nè. Đi chưa? Có tiếng gì kìa. Bên đây là cửa sổ nha. Thì Lâm nói thêm cái câu chuyện tiếp nối thêm cho cái nhà nghe. Thì là cái ông chú này đó, theo như cái lời em trai ở cái bên nhà kể. Gì trời. Thì ông chú này rất là linh thiêng cả nhà. Ông chú này rất là linh. Có nghĩa là chết mới 15 ngày thì lại đi ra vô con nhà. Cái nhà này có hai cha con ở mà rất là rộng, rất là to cả nhà nha. Rất là to luôn. Ở trên như chỗ cái kệ này như là thờ ông địa gì chỗ này nè. Cái nhà nhìn rất là u ám luôn nha. Cây do mối năng nhiều quá thì cây nó lại bị mục. Mục nát hết trơn. Trong đây giống như một cái phòng, một cầu toilet vậy đó. Thấy nó u ám quá. Thôi. Ê! Ôi trời ơi! Ôi! Cái gì trời? Cái gì cả nhà? Lâm kéo cái cây lên cho cả nhà xem nha. Có thấy gì không? Lâm mới thấy cái bóng đèn đen á. Như cái lời em trai nói bóng đen chỗ này nè. Đứng ngay cửa nha. Cả nhà có thấy gì không? Lâm mới thấy đây mà. Ôi sao lại không thấy nữa ta? Ôi ngộ gì trời. Đó. Ở dưới đây có cắt tè. Mới thấy cái bóng đen chỗ này nè cả nhà. Giờ đi tới nha. Đi tới quay rõ cho cả nhà xem nha. Thấy bóng đen ngay chỗ này nè cả nhà. Ôi trời ơi. Nam mô Di Đà Phật ạ, Nam mô Di Đà Phật ạ, Nam mô Di Đà Phật. Ở nhà nghe có tiếng mới thời không? Đứng đây thì hết rồi đó cả nhà. Để Lâm đi vô lần nữa cả nhà.
đi khám phá mà nhát quá không có được. Ở nhà chịu khó dòm kỹ vô Lâm đi xem nha. Làm sàn camera qua cho nhà xem nha. Lâm vô Lâm dòm luôn rồi. Trời ơi, căn phòng này có cái gì gì cả nhà ơi. Phòng này có cái gì á. Hết nghe tiếng rồi cả nhà ơi. Có tiếng gì vậy trời. Ôi sao lạ quá cả nhà ơi nha. Bây giờ Lâm sẽ vô thẳng vô đây xem kỹ và cả nhà cũng ngắm coi xem kỹ camera có gì không nha. Đi thôi nha. Đi khám phá mà phải cho ông bà có chút chị xem kỹ mới được. Tức con gái là không mang cái đèn theo. Ôi trời. Cái gì vậy? Thôi thôi thôi. Mình không có vô đó nữa ông bà cô chú chị ơi. Không vô đó nữa nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. À mình trong đây là có cái dung linh của chú trong đây sao á cả nhà ơi. Ghê quá. Đó. Gọi là trời. Ôi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Chú ơi cho con xin phép chia sẻ cái video của nhà chú cho con không cố ý phá gì đâu ạ. Nhìn như là cũng yên lặng rồi đó cả nhà. Rồi chắc có lẽ mình không có vào trong đó nữa cả nhà ơi. Chắc có lẽ mình không vào trong đó nữa cả nhà ơi. Ở bên cạnh cửa này có cái gì không ta? Ôi có con gì nè cả nhà ơi. Cái ghê quá. Đó. Ủa Lâm cũng sợ rắn cả nhà. Ui. Ôi cái gì vậy trời. Ôi là trời ạ. Ôi trời ông bà của bác ơi. Chắc có lẽ Lâm không có cúng kiến gì rồi. Không có nhang lần nào cũng đi quên hết trơn á. Chắc có lẽ mình không có đốt nhang không cúng kiến gì. Thì ông chú này không cho mình quay. Ông đây cả nhà ơi. Sợ quá. Chắc có lẽ Lâm sẽ di chuyển qua mấy bên khác rồi. Không ở trong đây nữa. Ủa, cái gì đây? Trời ơi, hết hồn trời. Cả nhà ơi, cả nhà. Lâm không vô trong đây đâu nữa nha.
Ông sẽ ra mấy ngoài cả nhà ơi. Ông đến đây nha. Ở đây thì không có cái ngôi nhà ở đây nữa. Đâu? Vậy làm đây có cái bàn này, mưa nó mục hết trơn. Trên đây có cái kệ, trên đây thờ gì này. Qua đây thì lại không có hiện tượng gì, nó rất là im. Mà lại nó làm sẽ đi ra mấy sao lúc trước làm đi ra có con mối bự này sao ra đằng sau này cả nhà nha, đi nha. Cái phòng này sao ghê quá ta. Cái vị trí nha, cái vị trí phòng này đó. Con chú này khá là linh. Làm mà chùm cái nón lại. Cái nón trên đầu lại đây. Ở đây làm thấy có áo quần nghĩa đằng trước của chú gì nè. Ủa tiếng gì chỗ này đó cả nhà ơi, cũng ngay là cái phòng nữa nè. Đây là cái ống nước ở phòng nhà tắm không ra. Làm sao có ống mối bự cho bá luôn rồi. Này cây cối tùm. Có lẽ làm sẽ đi vô phòng vô nha. Ở đây thì không có gì nha. Mà trở lại căn phòng nó lại có hiện tượng. Quá trời lạ luôn. Trời trời, nó mới đi ngang lia sơ ngang thôi mà vậy đó cả nhà ơi. Ghê. Không có thấy gì luôn cả nhà. Không thấy hiện tượng gì luôn á. Tại sao lại là mình vừa lia cái máy ngang ngay đó thôi. Lại đùng đùng đùng. Chắc có lẽ mình không xin phép chú đâu, chú không cho mình quay cả nhà. Có lẽ mình sẽ đi ra thôi, đi ra cả nhà. Đi ra qua cả nhà. Đó là chắc cái trang thờ của chú nè, cái tang thờ của chú. Cả nhà thấy không? Cái gì trời? Thờ ban đêm đi cũng không có nghe gì mà sau này ban ngày mà dữ vậy. Chú này khá là linh luôn đó nha. Ơi, có cái gì trong trên đó này cả nhà ơi, cả nhà nè. Dở cam cho cả nhà xem nha. Có thấy gì không hả?
Có thấy gì không cả nhà? Có thấy gì đâu trời. Hãy nghe tiếng ở mấy chỗ này nè. Làm vô mấy trong thứ nha. Là gì chí rồi đây à? Sao không thấy ta rõ ràng nghe mấy thời nè. Thời ông chú này không cho mình quay về sau cái nhà, chắc có lẽ thật sự là như vậy luôn. Hồi Lâm sẽ đi ra cả nhà ơi. Lui ra ve ra nghe nha nha. Thì chắc có lẽ Lâm sẽ kết thúc video tại đây. Chồng bà cô chú chị cố gắng lần sau Lâm sẽ trở lại ban đêm và đem cái nghi thức đèn cúng, cố gắng mà nhớ là sẽ đem ban đêm giả cúng và cho chú nha, để cái vong linh của chú ở đây thì có lẽ chắc chắn là 3 năm nay thì không hề cúng kiến gì, thì chắc có lẽ cái vong linh hồn người ta đối khác với cả nhà. Con chú này có lẽ đối khác, không biết anh trai cái em trai này đi có thỉnh chú theo không. Cái mộ ngoài này nó sợ quá trời, nghe cái mộ này nó cái nhà. Đó, cái mộ chú này không nói vòng vòng nhiều nhiều để làm gì mất thời gian quá rồi. Video Lâm sẽ kết thúc tại đây. Trọng bảo cô chú chị nha, chúc tất cả ông bà cô chú chị luôn vui vẻ. Nếu ông bà có chú xem video thấy con chia sẻ hay, hãy cho con xin một like, một đăng ký nha. Để lần sau con sẽ lợi đặt kiến thức cho ông bà có chú chị xem ạ. Thì chào tạm biệt ông bà có chú chị nha.